Xin chào mọi người, hôm nay Lộc giới thiệu đến mọi người một phiên bản giới hạn, đó là T1 Luxury of Rap. Các phiên bản 2020 chúng ta đã biết, đó là T1 Elegant, T1 Luxury và T1 Luxury S. Tuy nhiên, hôm nay Lộc giới thiệu đến mọi người một phiên bản giới hạn. Nó có tên gọi là T1 Luxury of Rap. Phiên bản giới hạn này có những đặc điểm gì thì Lộc sẽ chia sẻ với mọi người ngay sau đây luôn. Nhưng điểm đặc biệt trên phiên bản này có giá là 1 tỷ 819 triệu. T1 Luxury of Rap có đầy đủ các tính năng giống như T1 Luxury S. Chỉ có một điểm là T1 Luxury of Rap không có camera 360 độ. Đây là cản trước dạng thể thao của T1 Off-Road. Chiếc T1 Luxury Off-Road này mang thiết kế cản trước dạng thể thao. Vì vậy chúng ta thấy được cái sự hầm hố của nó. Nó giống y như chiếc T1 Luxury S. Rồi điểm nữa là xe được trang bị dàn âm thanh DIN Audio. Cùng với đó là hệ thống Heads-up display và hai ghế phía trước được trang bị là massage ghế chỉnh điện và bộ ghế là bộ ghế da. Chúng ta cùng đi một vòng để thấy được là chiếc T1 Luxury Off-Road đỏ ruby này. Điều đáng chú ý với T1 Luxury Off-Road là nó chỉ còn duy nhất một xe. Và nó giống như xe T1 Luxury S, chỉ thiếu camera 360 độ. Giá của nó là 1 tỷ 819. Với giá 1 tỷ 819, Lộc thấy rất có lợi khi sở hữu một chiếc xe T1 Luxury S. Mọi người sẽ phải thanh toán 1 tỷ 929 triệu. Vậy chiếc xe này chúng ta sẽ tiết kiệm được 110 triệu. Đây là một con số khá ấn tượng. Nó y như T1 Luxury S, giá của nó là 1 tỷ 819. Bây giờ chúng ta thấy cái màn hình Digital Cockpit của T1 Luxury Off-Road. Nó cũng giống như các phiên bản khác thôi, là màn hình đều có hệ thống Ambient Lighting, đèn nội thất bên trong 10 màu. Đèn màn hình giữa màn hình lái và màn hình giải trí là 10 màu. Đó, với 3 giao diện đó. Giao diện đơn giản hay là giao diện có đồng hồ. Ở đây nó có cái công tắc của tính năng Heads-up display. Chúng ta bật vào công tắc đó, nó sẽ hiện lên cái tấm kính. Đó, nó sẽ mở cái tấm kính ra. Và trong tấm kính này nó sẽ được ghi thông số số km hoặc là cái cruise control. Nó có thể đổi được cái màu sắc qua cái màu xanh hoặc màu trắng. Loa DIN audio được trang bị trên T1 Luxury Off-Road. Nó một cái loa nó ở phía trước, một cái loa phía sau và 8 cái loa ở trên 4 cánh cửa. DIN audio nha mọi người. Ở trong này là những cái cách để chúng ta điều chỉnh âm thanh tùy vào sở thích của mỗi người, tùy vào cách nghe nhạc của mỗi người. Nó sẽ phong phú hơn về cách điều chỉnh. Nó cũng có cái vùng âm thanh để chúng ta chọn vùng âm thanh ở trong xe. Xe thì được trang bị hai ghế massage phía trước và điều chỉnh bằng điện, bơm hơi bằng điện. Ghế là trang bị ghế da. Rồi, chúng ta thấy cái ghế da nó có cái viền màu đỏ. Ghế da của T1 Luxury Off-Road. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Hỗ trợ đỗ xe thì trên các phiên bản T1 2020 đều có. Nhưng mà Lộc quay cho mọi người xem cái hỗ trợ đỗ xe của nó.
Rồi thay vì nó là camera 360 giống như T1 Luxury S thì T1 Luxury Upright có camera lùi rồi. Trang bị camera lùi. Camera lùi thì chúng ta nhìn vào trong màn hình. Lộc với nhận định của mình thì thấy camera lùi của nó rất là rõ. Nó chia ra ba cái khoảng cách xa, vừa và gần để chúng ta quan sát khi lùi xe, tạo cho chúng ta thành một cái khoảng cách thì chúng ta lùi xe nó an toàn hơn. Ở cái điểm dễ nhận biết nữa đó là khi nhìn ngay cái bệ mà bước lên hai cánh cửa phía trước, nó sẽ có cái chữ upright ở ngay cái thanh rôm ở bệ bước lên đó. Đó là cái cách để chúng ta cũng có thể là nhận biết đối với cái chiếc xe T1 Luxury upright, nó giống như T1 Luxury S vậy. Và khi chúng ta nhìn vào cái chữ upright này thì cảm giác giống như chiếc xe của mình nó sẽ khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn nha mọi người. Lộc giới thiệu đến mọi người chiếc T1 Luxury Upright phiên bản giới hạn với giá 1 tỷ 819 và gần giống như T1 Luxury S, chỉ khác là nó chưa trang bị camera 360 độ. Với giá này Lộc thấy rất hợp lý. Cảm ơn mọi người đã xem video của Lộc. Ai quan tâm xin hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 0909 171 299. Đặc biệt đây là phiên bản giới hạn và nó chỉ còn duy nhất một chiếc xe màu đỏ ruby mà Lộc vừa quay cho mọi người đây nhé. Mọi người hãy tham khảo và chọn lựa và hãy gọi cho Lộc bất cứ lúc nào. Xin chào và hẹn gặp lại!